Một cơn bão mạnh đang hoành hành bên ngoài ngôi nhà cổ nhỏ. Còn bên trong, một bà già đang ôm một đứa bé trên đầu gối già yếu của mình. Đứa trẻ bi bô và cười giòn giã khi người phụ nữ lớn tuổi làm những vẻ mặt và âm thanh hài hước cho đứa trẻ, cố gắng làm cho cậu bé vui trong khi chờ đợi cha mẹ cậu bé trở về. Tuy nhiên, bản thân bà lão lúc này cần được nghỉ ngơi. Bà đã quên việc trông chừng một đứa trẻ mệt như thế nào. Được rồi, đã đến lúc hai chúng ta nên chợp mắt một chút trước khi bố mẹ còn về nhé. Bà đứng dậy và bế đứa bé vào một căn phòng gần đó. Có vẻ như đây từng là một phòng cho trẻ em, nhưng nó đã không được sử dụng trong nhiều năm. Khi bà đặt đứa trẻ vào cũi, một luồng gió mạnh thổi qua phòng. Bà đặt đứa bé xuống và bước nhanh đến cửa sổ để đóng nó lại. Chắc hẳn đã có gì nhầm lẫn nên cửa sổ mới mở. Vù vù, căn phòng lạnh vì bị gió thổi. Nhưng bà ấy chỉ có thể làm như vậy để đỡ lạnh. Bà di chuyển một cái tủ nhỏ và mở cánh cửa kêu cót két. Người phụ nữ bé nhỏ cố gắng với tay lên ghế trên cùng và mò mẫm xung quanh. À, nó đây rồi. Bà ấy kéo một chiếc chăn em bé xuống. Màu xanh da trời dịu nhẹ với những con vật sặc sỡ in trên đó. Có vẻ như nó đã ở trên đó rất lâu và bà ấy phủi kỹ trước khi quay trở lại nôi. Nhìn những gì chúng ta có ở đây nè. Đó là một chiếc chăn của bố con. Bà ấy phủi nó một lần nữa. Nhìn nó vẫn tốt như mới. Bà nằm vào trong nôi và cuốn đứa trẻ trong chăn trước khi hôn nhẹ lên trán nó. Bây giờ con hãy ngủ một chút. Mẹ và bố sẽ trở về sớm thôi. Và chúng ta muốn cho họ thấy bà đã trông trẻ tốt như thế nào nhé. Chỉ có thế, bà mới có thể gặp cháu thật nhiều. Người phụ nữ tắt đèn và ra khỏi phòng. Để cánh cửa bị hé mở chỉ vài cm, bà quay trở lại chiếc ghế dài và ngồi xuống. Gần như ngay khi bà ngồi xuống, đứa trẻ bắt đầu khóc. Với một tiếng thở dài, bà đứng dậy và quay trở lại phòng em bé. Có chuyện gì vậy bé con? Bà nói khi bật đèn. Ôi không, bà chạy đến chỗ. Cháu đã đạp tung chăn ra rồi. Chắc cháu đang lạnh cóng mất rồi. Bà cầm tấm chăn ở cuối nôi và quấn quanh bố đứa trẻ một lần nữa. Vậy tốt hơn rồi. Bà lão ra khỏi phòng và lặng lẽ đóng cửa lại. Chỉ để hở vài cm. Lúc bà quay lại chiếc ghế dài, tiếng khóc lại bắt đầu. Với một tiếng thở dài, bà mở cửa và trở vào phòng. Một lần nữa, tấm chăn bị đạp xuống cuối nôi. Thôi được rồi, cháu không muốn đắp chăn thì thôi vậy. Bà bế đứa trẻ ra khỏi cũi và ôm nó vào lòng cho đến khi nó ngừng khóc. Bà đặt em bé trở lại cũi rồi nằm xuống nha. Không có chăn, ngủ một chút đi nhá. Bà cũng mệt rồi. Bà lão lấy chăn ra khỏi cũi và đi ra khỏi cửa phòng. Bà đóng cửa kín hơn và lần này đứa trẻ vẫn im lặng. Người phụ nữ lớn tuổi trở lại vị trí của mình trên đi văng và bắt đầu ngáp. Đúng lúc đó, gió bên ngoài bắt đầu hú ầm ĩ. Bà lão rùng mình. Bà nhìn sang bên cạnh và nhận ra chiếc chăn em bé. Bà nhặt nó lên và kiểm tra hình in con vật dễ thương, nhớ lại khi con trai của bà dùng nó. Bà mỉm cười với suy nghĩ hạnh phúc và cuốn chiếc chăn quanh vai. Bà ngả lưng xuống ghế và thấy mắt mình ngày càng nặng trĩu. Bà sẽ cho chúng nghỉ ngơi trong giây lát. Bà sẽ không ngủ, bà sẽ chỉ nghỉ ngơi. Mẹ, bọn con đã về rồi. Cảm ơn mẹ lần nữa vì... Cả hai vợ chồng hét lên khi vào nhà thì thấy bà cụ nằm sấp trên sàn trên vũng máu. Nguồn gốc của máu là rõ ràng. Những mảng thịt từ vai và lưng trên của bà đã bị xé ra, để lại những lỗ lởm chởm như thể bà bị một con vật vồ. Khi người đàn ông chạy đến chỗ bà lão, cố gắng làm bất cứ điều gì để có thể giúp bà, người phụ nữ chạy đến bên phòng của em bé để tìm. Đứa bé đang ngủ yên trong nôi. Người phụ nữ bế con, nước mắt chảy dài trên má. Quay lại phòng khách thì thấy chồng đang quỳ bên người mẹ đã khuất. Cả hai vợ chồng đều quá sốc trước những gì họ thấy, mà không để ý chiếc chăn nằm trên ghế hay cái miệng đầy máu trên đó đang dần mờ đi cho đến khi nó biến mất hoàn toàn. Trên đời có rất ít thứ dễ chịu hơn một chiếc chăn mà bạn thích. Có lẽ bạn đã từng có cái giống như vậy từ khi còn là một đứa trẻ, hoặc bạn có một chiếc chăn dày mà bạn muốn quấn vào người khi cảm thấy buồn, hoặc có thể đó chỉ là một chiếc thật mềm mại và ấm áp mà bạn luôn giữ trong phòng. Dị thương của ngày hôm nay chính là dựa trên những cảm giác đó, sử dụng chúng để chống lại các nạn nhân của nó, trở thành một trong những dị thường ăn thịt ranh mãnh nhất trong kho lưu trữ của tổ chức SCP. Đây là SCP-799, còn được gọi là chăn ăn thịt. SCP-799 là một loài sinh vật có thể khác nhau về hình dạng, kích thước và ngoại hình, nhưng như tên gọi của nó, luôn có hình dạng như một chiếc chăn. Vật liệu chính xác và vật liệu dị thường được tạo ra vẫn chưa được biết, nhưng nó là một loại sợi rất mềm, giống như hỗn hợp len Merino chất lượng cao. Mặc dù nó giữ nhiệt thậm chí còn hiệu quả hơn so với sợi thông thường.
Trọng lượng của SCP-799 có thể thay đổi từ nửa kg đến 6 kg. Và trong khi các mẫu vật được tìm thấy ở hầu hết mọi màu sắc, có thể tưởng tượng được, nó có vẻ nghiêng về màu phấn và thường sẽ có các họa tiết cách điệu, thân thiện với hình ảnh nhiều động vật khác nhau. Cả màu phấn, hoa văn trẻ con đều đặc biệt phổ biến cho các cá thể SCP-799 nặng dưới 2 kg và thường được gọi là chăn em bé. Trong khi SCP-799 chắc chắn là một sinh vật sống, vẫn có một số tranh luận về việc liệu bản thân nó có phải là động vật hay không, hay có lẽ là một tổ chức cộng sinh. Các cá thể 799 không có khả năng vận động. Chúng nằm bất động trong thời gian dài và ít cần dinh dưỡng. Chúng cần một lượng nhỏ chất dinh dưỡng, dường như có thể thu được từ các hạt hữu cơ có trong bụi gia đình thông thường, chẳng hạn như lông động vật và tế bào da chết của con người. Chiếc chăn ăn qua một chuỗi lọc thức ăn, giống như miệng trải dài trên bề mặt của sinh vật, chờ đợi chất dinh dưỡng rơi vào chúng, giống như bọt biển dưới đáy đại dương. Các cá thể SCP-799 có thể tồn tại khá lâu trong trạng thái này, và một mẫu vật được ghi nhận là đã sống nhiều năm trong một căn gác ẩm ướt, hoàn toàn dựa vào các hạt hữu cơ nhỏ rơi xuống từ mái nhà. Tuy nhiên, nếu có một cá thể SCP-799 bị buộc phải sống trong một thời gian dài mà không có nguồn dinh dưỡng, chẳng hạn như khi nó được đặt bên trong tủ hoặc ngăn kéo kín, nó sẽ bắt đầu trải qua một số thay đổi vật lý nhất định. Kết quả là nó biến đổi thành dạng săn mồi. Những thay đổi này không thể nhận thấy nếu chỉ quan sát thông thường, bao gồm tấm chăn chuyển đổi nhiều miệng nhỏ như bộ lọc thành một chiếc miệng lớn duy nhất với hàm răng cực kỳ sắc bén. Sinh vật cũng phát triển một dạng mô mới bên trong cấu trúc giống như vải của nó, một dạng mô tương tự như cơ bắp và có khả năng co giãn. Sau khi quá trình biến đổi hoàn tất, các cá thể SCP-799 sẽ nằm trong thời gian chờ một sinh vật không nghi ngờ, dùng nó để đắp hoặc quấn nó quanh cơ thể của chúng. Khi họ làm thế, chăn sẽ chờ đợi cho đến khi con mồi chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi, thường là đợi con mồi ngủ hoàn toàn, lúc đó giai đoạn ăn sẽ bắt đầu. Trong vòng 10 phút sau cuộc tấn công, miệng của SCP-799 sẽ được ẩn đi hoàn toàn, không để lại dấu hiệu nào cho thấy nó là thứ gì khác ngoài một chiếc chăn bình thường, mặc dù một chiếc chăn hiện nặng hơn vài kg so với trước đây một cách bí ẩn. 40 phút sau cuộc tấn công, toàn bộ hệ thống tiêu hóa bên trong SCP-799 sẽ biến đổi trở lại dạng ban đầu, với đường tiêu hóa đơn lẻ một lần nữa thay đổi thành nhiều miệng nhỏ phân tán. Mặc dù SCP-799 rất thích ăn bất kỳ động vật máu nóng nào, bao gồm cả con người, nhưng nó lại tỏ ra không quan tâm đến những động vật có máu lạnh hoặc những động vật vô tri vô giác. Có vẻ như các giác quan của nó chỉ có xúc giác và nhiệt độ. Sử dụng những thứ đó làm dấu hiệu cho thấy nó đã được cuốn quanh một bữa ăn tiềm năng. Thêm vào sự kỳ lạ của SCP-799 là nó sinh sản thông qua mọc chồi, giống như giun dẹp, san hô hay thủy tức. Khi nó đã hấp thụ đủ chất dinh dưỡng và tăng khối lượng, tăng rất chậm qua các miệng lọc thức ăn hoặc nhanh chóng qua giai đoạn ăn thịt, nó sẽ bắt đầu có hình dạng giống như chăn bông. Trong vài tuần, một trong những ô chăn bông sẽ phồng lên và trượt ra khỏi chăn. Các cá thể mới nhỏ hơn này sẽ giống như một chiếc gối nhỏ cho đến khi nó cũng bắt đầu ăn và phát triển. Các cá thể mới là một bản sao hoàn hảo của mẹ nó, giống hệt nhau về mọi mặt. Cuối cùng nó sẽ phát triển đến kích thước tương tự và bắt đầu chu kỳ sinh sản riêng của mình. Không rõ chính xác phải mất bao lâu để SCP-799 đạt đến độ trưởng thành hoàn toàn, nhưng phỏng đoán tốt nhất hiện tại là khi được giữ trong giai đoạn ăn kiểu miệng lọc, một cá thể sẽ sinh sản sau mỗi 50 đến 60 năm. Các cá thể SCP-799 khá phổ biến trên khắp hành tinh, và tổ chức SCP hiện có hàng trăm mẫu đã được quản thúc. Thật không may, vẫn chưa biết có bao nhiêu con vẫn còn tồn tại trong tự nhiên, vì rất khó xác định các cá thể này. Phương tiện đáng tin cậy duy nhất là thông qua xét nghiệm gen. Tuy nhiên, nếu bất kỳ cá thể nào được xác định, chúng sẽ phải bị tiêu hủy ngay lập tức, vì tổ chức đã có một số lượng đủ lớn để quản lý cho mục đích nghiên cứu, và chúng lại gây ra quá nhiều rủi ro về tác hại và mức độ lây lan cho công chúng. SCP-799 đã được phân loại là Euclid, và mỗi cá thể được giữ trong một phòng giam sinh học riêng biệt tại Biosite 66. Bụi thường xuyên được thu thập tại chỗ từ nơi của nhân viên cấp D và thường xuyên được rắc lên chăn để giữ chúng ở trạng thái ăn bằng miệng lọc, mặc dù chỉ đủ để duy trì kích thước của chúng và không cho phép chúng sinh sản. Nếu bất kỳ đồ vật nhỏ bằng vải nào xuất hiện trong tủ của chúng, nó phải được lấy ra ngay lập tức và được cất giữ riêng. SCP-799 không phải là sinh vật săn mồi duy nhất giống như một loại vải trong giam giữ của tổ chức, và nghiên cứu về các mối liên hệ có thể có với SCP-1626. Chiếc áo trùm màu xám quá khổ có thể gửi các sợi đâm xuyên cơ thể vào bất kỳ ai không may mặc nó vào đang được tiến hành. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của Thiệt sĩ Bob như SCP-1051 Người ngoài hành tinh Levadan để biết một dị thường khác với một cách thức săn mồi kỳ lạ
Và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ một dị thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức FCP.